Sáng ngày 26 tháng 4 năm 2018, tại thành phố Huế, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị phát triển sản phẩm du lịch Thừa Thiên Huế. Hội nghị nằm trong khuôn khổ chương trình khảo sát sản phẩm du lịch Bắc Trung Bộ từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 4 năm 2018. Hội nghị được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch; đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế; đồng chí Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cùng sự tham dự của lãnh đạo các ban ngành trung ương và địa phương, các doanh nghiệp du lịch và các phóng viên báo chí tham dự đoàn khảo sát. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Trường Lưu cho biết, với lợi thế là vùng đất có nhiều di sản văn hóa, cảnh quan và môi trường thuận lợi phát triển du lịch, những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung phát triển du lịch dịch vụ thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ bình quân hàng năm đạt trên 6%, doanh thu du lịch tăng bình quân 10% một năm, lượng khách hàng năm tăng bình quân 12%. Nhiều khu du lịch, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế đi vào hoạt động, du lịch di sản tiếp tục phát huy giá trị. Một số sản phẩm mới được đưa vào khai thác như Đại Nội Về Đêm và tuyến phố đi bộ Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, Võ Thị Sáu đã thu hút và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho du khách. Tuy nhiên, du lịch dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, sản phẩm du lịch chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của du khách, chất lượng dịch vụ chưa cao, thời gian lưu trú và chi tiêu của khách còn thấp. Để tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững, từng bước xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị, di sản văn hóa, sinh thái, cảnh quan thân thiện với môi trường, tỉnh đang tập trung phát triển sản phẩm du lịch dịch vụ cao cấp tại thành phố Huế, khu kinh tế Chân Mây, Lăng Cô, biển, đầm phá, các di sản, danh thắng, đồng chí Lê Trường Lưu nhấn mạnh. Đồng chí cũng mong muốn các doanh nghiệp lữ hành cùng các địa phương trong khu vực tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, phối hợp, liên kết đầu tư phát triển sản phẩm để khai thác tốt hơn nữa tiềm năng du lịch của tỉnh. Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh, Huế luôn là một trong những điểm đến quan trọng của du lịch Việt Nam. Tài nguyên du lịch Huế rất phong phú với biển, di sản, ẩm thực cùng cơ sở hạ tầng phát triển. Để du lịch Huế phát triển mạnh và thu hút được nhiều du khách hơn, theo Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn, tỉnh Thừa Thiên Huế cần tập trung vào định hướng phát triển sản phẩm. Trong đó, cần làm mới các sản phẩm đã có gắn với các di sản, văn hóa nghệ thuật và xây dựng các sản phẩm mới gắn với Bạch Mã, Lăng Cô và mua sắm. Đồng thời, đẩy mạnh kết nối sản phẩm nội địa với quốc tế, kết nối giá trị và chiều sâu của sản phẩm kết hợp với ứng dụng công nghệ hiện đại. Trong thời gian tới, Huế cần nghiên cứu định hướng quy hoạch phát triển sản phẩm, xây dựng chính sách thu hút các nhà đầu tư chiến lược và nâng cao vai trò của các doanh nghiệp du lịch. Đồng thời, người dân địa phương cần cung ứng các sản phẩm dịch vụ đảm bảo chất lượng. Tại hội nghị, một số tham luận đã được chia sẻ với đại biểu về thực trạng và giải pháp phát triển du lịch Thừa Thiên Huế, sản phẩm du lịch Thừa Thiên Huế, những vấn đề cần quan tâm dưới góc nhìn của các doanh nghiệp du lịch, định hướng phát triển du lịch nói chung và sản phẩm du lịch nói riêng tại Thừa Thiên Huế. Theo ý kiến một số doanh nghiệp lữ hành tham gia đoàn khảo sát, sản phẩm du lịch của Huế khá phong phú, đa dạng, từ di sản, biển, ẩm thực, nghệ thuật. Những sản phẩm này đều rất thu hút du khách đến khám phá, trải nghiệm. Tuy nhiên, trong bối cảnh du lịch phát triển nhanh và mạnh, cạnh tranh giữa các địa phương và khu vực ngày càng cao, các sản phẩm du lịch của Huế cần phải có sự đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ để hướng tới dòng khách cao cấp. Bên cạnh sự trầm mặc uy nghiêm, Huế nên tạo ra một số sản phẩm du lịch sôi động, hấp dẫn hơn để thu hút các đối tượng trẻ. Trong thời gian tới, tỉnh nên đầu tư xây dựng các sản phẩm liên quan đến ký ức hoàng triều, ẩm thực, chương trình nghệ thuật về đêm, thiền, tâm linh, cộng đồng, nét Huế xưa, làng nghề truyền thống, biển, nghỉ dưỡng. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao các ý kiến chia sẻ góp ý của các đại biểu và đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp thu những ý kiến này để xây dựng kế hoạch cụ thể phát triển sản phẩm du lịch. Bộ trưởng nhấn mạnh, một trong những việc quan trọng để thúc đẩy phát triển du lịch Huế là định vị sản phẩm du lịch của Huế trong chiến lược phát triển, tập trung phát triển sản phẩm du lịch di sản gắn với lăng tẩm chùa chiền và phát triển bờ sông Hương trở thành điểm nhấn của du lịch Huế với đầy đủ các dịch vụ phục vụ du khách, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, qua đó sẽ góp phần làm tăng chi tiêu của khách.